Đặt. Đồ đạc. Xíu. Trộn nhanh. Nèo loạn ngoằng, mất thời gian. Làm cái clip. Sao hết mẹ tôi ngồi rồi. Nào hết đi anh gọi ra đây ngủ nhá. Nhưng mà hồi nhà nó ngồi nó cũng có trôi mà anh cũng được trôi. Xiên ốc được đéo xiên được mà. Ốc về đấy em câu thì biết, có thấy mấy khi nó đóng vào mồm đâu. Nó toàn ở đấy là nó đi vào ổ thì nó dính nha. Đúng không? Cần nếu bảo thế này.
thơm vãi đái. Này bẻo xuống hồ em nắm như này nhá. Đừng nắm tròn như hôm trước. Nắm như này nhá. Này. Nắm như này thì lúc ở lõi trong nó chắc đúng không? Ở ngoài những xuống cái là những cái ngoài này nó tơi ra luôn. Thế còn cái trong thì lâu lâu nó mới tơi. Đấy, không cần nắm to, cứ nắm cục như này. Cứ làm phát như này. Đấy. Mà tròn đấy, thả xuống nó hay bị chạy lung tung. Cứ em nắm như này nhá. Thì xuống ví dụ cái phao em đây, em thả đây thì thường như này nó hay rơi thả xuống. Em thả tròn hay nó lăn cái nọ lăn cái kia. Nhiều đấy. Quánh đến 12 giờ đêm. Vẫn còn. Chim là anh chị em bên kia ra mà rất thì là nó quấy cái đồ máu ngay xiên gan mà nó có máu là quánh được mà. Không, xúc xích nó không có máu, xúc xích là cái đồ chín rồi. Đây cô em nó chuẩn bị rau. Ôi, định đánh hai ổ nhưng thôi là đánh một ổ. Định đánh hai anh em đánh nhưng mà tôi lại bận rồi, để cho một mình nó đi.